dần đi. Tôi sẽ tha thứ cho anh một lần. Giang, đi đâu về đó? Dạ con đi ra ngoài có chút việc á mẹ. Dạo này tôi thấy đi ra ngoài nhiều quá ha. Mà ăn mặc thật kìa kìa, sửa soạn đẹp quá à, son phấn rồi nữa. Dạ thỉnh thoảng thì mẹ cũng phải cho con đi gặp bạn chứ. Ủa bạn nào mà sao lâu rồi tôi không thấy vậy? Mà tôi thấy cô dạo này ha, sửa soạn ha, quần áo đồ son phấn đồ ha. Thì mẹ nói con ở nhà mộc mạc quá thì chồng con mới chê. Thì bây giờ con thay đổi theo ý của mẹ nè. Cô! Dạ thôi con lên phòng nha. Ủa có chuyện gì mẹ không vui vậy mẹ? Con á nó dạy vợ con đi kìa. Dạ có chuyện gì sao mẹ? Chứ con không thấy hả? Dạo này nó đi ra ngoài đường không à, mà còn ăn mặc á hả đẹp đẽ rồi son phấn rồi vô nó coi chừng á. Kệ của tao đi, không sao đâu mẹ ơi. Hồi lúc trước nó đâu có vậy đâu, mà bây giờ nó thay đổi mẹ phải nghi chứ con. Mà mẹ nghi chuyện gì? Thì là nghi nó có bộ. Chứ nghi cái gì? Dạ không hỏi như vậy đâu mẹ. Mẹ đừng có lo. Ha, bây giờ thì nó không có nha. Rồi mai mốt nó có đó, ở đó mà binh ha. Con biết á, là mẹ quan tâm tới con. Nhưng mà con biết con phải làm gì rồi. Còn con nữa, dạo này á mẹ thấy con ha đi sớm về tối. Bộ công việc nhiều lắm hả con? Thì cũng hơi bận mẹ. Bận cái gì? Công việc gì cũng phải nghỉ ngơi rồi ăn uống đồ. Chứ để đừng luôn rồi để mất sức cái nha con. Dạ con biết rồi. Anh đi đâu về vậy? Thì anh mới đi làm về. Dạ nên anh đi làm về trễ quá ha. Công việc cũng nhiều đó em. Có thật là công việc không? Thì có mấy đứa bạn nó rủ đi nhậu nên về trễ chút xíu. Ủa mà nó đi làm nó có bạn bè là chuyện bình thường. Cô có gì đâu mà phải có ý kiến hay cò nữa. Nè anh xem đi nè. Tôi với Hằng á còn quen nhau, tôi yêu cô ấy. Đơn tôi ký rồi nè, anh ký xong mình nộp giúp tôi luôn. Cô để anh bàn đi. Tí nữa tôi ký xong thì em gửi luôn cho. Đi từ sáng tới giờ mà không tìm được việc, giờ phải làm sao đây ta? Anh ơi. Mời cô gọi tôi hả? Anh làm rơi ví nè. Cảm ơn cô nha, không có cô thì tôi mất cái ví rồi. Dạ không có gì. Cô tên gì nhỉ? Tôi tên Giang. Tôi tên là Nhân. Bây giờ tôi có việc bận rồi á, thì gặp cô sau nha. Dạ chào anh. Nhân viên vệ sinh hả? Hay là giờ mình làm tạm ta? Tại mình cũng đang cần tiền mà. Ủa Giang, cô làm gì ở đây vậy? Ủa anh Nhân, tôi làm nhân viên dọn dẹp ở đây nè. Cô làm ở đây lâu chưa? Tôi mới làm được mấy ngày thôi. Còn anh làm gì ở đây vậy? Tôi làm ở công ty này, tình cờ đi ngang qua đây gặp cô đấy mà. Trời ơi, anh được làm việc ở công ty lớn vậy luôn hả? Anh giỏi quá à. Cũng bình thường thôi à, mà tôi với cô cũng có duyên ha. Dạ. Sắp hết giờ làm việc rồi á, thì cô ghé văn phòng tôi một chút nha. Ủa, chi vậy anh? Lần trước cô giúp tôi lấy lại cái ví á, tôi chưa có dịp cảm ơn cô. Trời đâu có gì đâu, tôi không giúp á thì cũng có người khác giúp anh à. Cô mà không đến thì tôi đợi cô hoài đấy. Thôi được rồi. Vậy tôi đợi cô nha. Dạ. Dạ anh Nhân. Chào cô, thì cô thấy công việc hiện tại có vất vả không? Cũng có chứ anh, nhưng mà tại vì tôi cần tiền á cho nên là cũng không biết phải làm cách nào. Cô có muốn làm công việc lương cao hơn không? Tất nhiên là có chứ, tôi cũng nộp đơn nhiều chỗ rồi nhưng mà không có chỗ nào nhận hết á, cho nên là tôi mới làm tạm công việc này. Tại văn phòng của tôi cũng nhiều việc lắm, mà tôi cũng đang cần người phụ việc. Hay là cô qua làm cho tôi nhé, công việc ở văn phòng thì cũng ổn định và lương cũng cao. Làm việc cho anh á hả? Tôi sợ tôi không biết làm á, lại làm hỏng việc của anh nữa. Cô đừng lo, tôi sẽ chỉ cho cô mà. Tôi tin á, trong một thời gian ngắn cô sẽ thành thạo tất cả mọi việc trong văn phòng. Thật là ngại quá, lại làm phiền đến anh rồi. Có gì đâu, lúc trước cô giúp tôi thì bây giờ tôi giúp lại cô thôi mà. Vậy khi nào thì tôi bắt đầu được? Khi nào mà cô muốn làm việc thì cứ liên lạc cho tôi nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Vậy khi nào thì tôi bắt đầu được? Khi nào mà cô muốn làm việc thì cứ liên lạc cho tôi nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Hằng, con coi lát nữa con đi đón bé Long giùm cho mẹ nha. Mẹ qua dì Tư có chút chuyện. Dạ mẹ đi đi, xíu con đón bé Long cho. Dì mẹ đi nha. Dạ. Lúc nào cũng chăm sóc bé Long, trông chừng bé Long, cô tự nhiên là đi chăm sóc con của người khác. Bực mình đi mất. Kệ đi. Ủa rồi trễ giờ đón bé Long rồi. Long ơi, Hằng à. Ủa mấy đứa này đi đâu hết trơn người ta? Chắc Hằng đi rước Long chưa về quá.
Dạ thưa mẹ. Ủa, Long ở đây rồi, rồi còn gì Hằng con đâu? Còn cô qua đây để làm gì? Dạ con đang đi á, thấy Long đi trên đường có một mình nè, cho nên là con dẫn Long về nhà nè. Ủa, vậy là sao hả Long? Ủa Long. Ơ mẹ. Ủa rồi con đi đâu đây? Dạ con chờ bà nội tới đón nhưng không thấy ai hết, con đi bộ về nhà. Thôi vậy thôi mẹ dẫn con về. Dạ. Con chờ hoài nhưng không thấy ai tới đón cả. Mẹ ơi, Long nó còn nhỏ, lỡ nó có chuyện gì thì sao mẹ? Long, con đây rồi, con làm gì lo lắng lắm con biết không? Tại sao có mà hả, mỗi cái đón nhỏ không à, con không đúng giờ như vậy. Rồi lỡ người ta bắt cóc nó làm sao? Dạ, con xin lỗi mẹ, là do nãy con dọn dẹp nhà cửa xong rồi nên con đón Long trễ, với lỡ kẹt xe nữa mẹ. Nhờ có chút xíu cũng không xong nữa. Còn cái cô kia nữa, cô đi về đi, mai mốt chuyện này không có xảy ra đâu. Dạ hôm nay con đến đón Long á mẹ. Không được, ai cho cô có quyền đó chứ. Dạ Long là con của con mà mẹ. Với lại bây giờ con cũng có công việc ổn định rồi, con lo được cho Long. Nhưng tôi không cho phép cô. Ở đây nè, nó có ba, nó có bà nội, nó có gì nó lo cho nó là được rồi. Mẹ nhìn đi, chăm sóc cái kiểu gì mà để con trai của con á toàn vết bầm tím vậy hả mẹ? Trời, cái gì vậy nè? Chăm sóc cái kiểu gì mà để con trai của con á toàn vết bầm tím vậy hả mẹ? Trời, cái gì vậy nè? Long, có phải dì Hằng quýnh con không vậy? Dạ dì Hằng. Mẹ không phải đâu, mẹ không phải con làm đâu mẹ. Cô còn chối nữa hả? Thằng Long nó nói rõ ràng như vậy mà cô còn chối nữa sao? Tôi không ngờ cô lại tàn nhẫn như vậy á. Long nó mới chỉ là đứa con nít à. Mẹ à, con sẽ dẫn Long đi. Con không muốn con trai của con bị như vậy nữa. Không được, tôi không cho cô dẫn nó đi đâu á. Long, con có muốn đi với mẹ không? Con muốn ở với mẹ cơ. Long, con ở với bà. Với ba con nè, cuối tuần bà dẫn con đi chơi nghe Long. Con muốn ở với mẹ cơ. Mẹ nghe rõ chưa mẹ? Long, đi vô lấy đồ. Dạ. Con chào bà, con chào dì, con đi. Dạ con đi nha mẹ. Long à, Long. Tại sao cô làm gì với cháu tôi hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ tha thứ cho con nha. Tại vì nhiều lúc con Long nó lì quá nên là con lỡ tay đánh vài cái thôi à mẹ. Đánh vài cái? Vài cái mà mình mỏi nhỏ bầm hết trơn à. Cô á, làm ơn cô vô dọn đồ đi. Cô đi ra khỏi nhà này giùm tôi đi. Có chuyện gì vậy mẹ? Chuyện gì hả? Con hỏi nó đi biết. Em đã quen với công việc của mình hơn chưa? Dạ cảm ơn anh, nhờ anh hướng dẫn mà em cũng thành thạo hơn rồi. Vậy thì cứ làm theo những anh chỉ nha. Anh có công việc phải ra ngoài một chút. Dạ anh đi đi. Ơ mẹ. Ủa Long, sao con tới đây vậy? À anh đưa Long đến đây đó. Chủ nhân mới dẫn con đi chơi, con thấy vui lắm. Vậy hả con? Cảm ơn anh đã dẫn Long đi chơi nha. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Anh coi Long giống như con của anh vậy đó. À, anh coi Long giống như là con cháu trong nhà vậy đó. Mà đi chơi với Long anh cũng thấy vui lắm. À, em cũng muốn cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp em có công việc tốt nè. Rồi cô Long á, nó cũng vui vẻ, nó hòa đồng hơn. Em đừng khách sáo như vậy, chúng ta là bạn bè mà. Mẹ ơi, cho con ra ngoài kia chơi chút nha. Ừ, con đi đi. Giang à, anh có chuyện gì muốn nói với em hả? Em có thể là người yêu của anh được không? Người yêu á hả? Anh thấy chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, mà anh cũng muốn chăm sóc và lo lắng cho em nữa. Không được đâu, anh thừa biết á là em đã có con rồi mà. Tại sao chứ? Anh không quan trọng chuyện quá khứ của em, quan trọng chúng ta có tình cảm với nhau là được. Anh Nhân à, anh rất là tốt. Anh xứng đáng á, có được người tốt hơn em. Em là một cô gái tốt và chúng ta hợp với nhau. Hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc em và Long được không? Em đồng ý. Hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc em và Long được không? Em đồng ý. Anh uống nước đi. Thôi ra đi, cho tôi làm việc, đừng có làm phiền nữa. Thì em cũng muốn quan tâm chăm sóc anh thôi mà. Quan tâm, chăm sóc sao? Nếu như cô thật sự được như vậy á, thì cô đã không đối xử con tôi như cách cô đó từng làm rồi. Em... Thôi đi đi, nhìn thấy cô là không tập trung được nữa. Nhưng mà anh à,
Em thấy là dạo này anh công việc của anh có vấn đề gì phải không? Em thấy anh lo lắng căng thẳng nhiều lắm. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến cô đâu. Gì vậy? Chuyện gì mà hai đứa bộ gây lộn nhau hay gì vậy? Dạ không có gì đâu mẹ. À mẹ à, mẹ còn tiền không? Tiền gì? Mà con cần tiền làm gì nữa? Dạ tại con đang xoay sở về công ty á. Mà bây giờ con mượn ai cũng không có. Trời ơi, bữa trước á con từng mượn mẹ, con chưa trả cho mẹ nữa, bây giờ tiền đâu mà mẹ cho con mượn chứ. Dạ làm sao đây ta? Ủa, bữa hôm á con nói á là có tiền là con á công việc làm ăn của con tốt lên, mà bây giờ lại con mượn nữa, mẹ không hiểu luôn á nha. Thì làm ăn mà mẹ, lúc này lúc khác, không phải là không thuận lợi xuống đâu. Hay là bây giờ con mượn tiền bạn bè con thử coi sao? Con hỏi hết rồi, không có cái nào cho mượn hết. Nếu mà lần này không được á, cái công ty con phá sản mất thôi. À, mà con, dạo này mẹ thấy con Giang á, làm ăn khấm khá lắm. Hay là con hỏi thử nó coi được không? Thôi mẹ, dù gì con với Giang cũng ly dị nhau lâu rồi, tự nhiên bây giờ mở miệng mượn cô ta, ngại lắm. Dù sao đi nữa đó, con cũng là chồng của nó, có con chung với nó nữa, làm sao nó bỏ mặc con được. Mẹ, dù sao đi nữa đó, con cũng là chồng của nó, có con chung với nó nữa, làm sao nó bỏ mặc con được. Mẹ, anh Tâm với chị Giang ly hôn lâu rồi mà, sao mẹ lại dễ đường cho anh Tâm gặp lại vợ cũ chứ? Ủa, bây giờ nó ly hôn rồi lẽ nó không gặp nhau được hả? Nhưng mà con không muốn anh Tâm gặp chị Giang. Đó, bây giờ chồng cô gặp khó khăn đó, cô có thể giúp nó được không? Con gì? Con thì nín đi ha, đừng có nói nữa. Còn nó làm cái chuyện gì là nó cũng lo cái gia đình này nè, biết chưa? Nhưng mà anh Tâm có thể mượn tiền của bạn bè được mà, tại sao nhất thiết phải là chị Giang cơ chứ? Tôi đã thử mượn bạn bè rồi nhưng không có ai cho mượn hết á. Đợt này mà không có tiền chắc công ty phá sản mất thôi. Hằng, ra coi ai gọi kìa. Dạ mẹ. Mẹ, ai gửi thư cho nhà mình nè? Được, coi coi. Trời ơi, giấy nợ. Trời ơi, vậy là sao hả Tâm? Sao mà con vay nhiều tiền vậy Tâm? Dạ thì tại vì cái đợt vừa rồi con không có tiền trả lại nhân viên nên con phải mượn người ta đó mẹ. Mẹ cho con xem. Cái gì vậy hả? Anh vay tuần này tiền sao? Vậy giờ con tính sao hả? Bây giờ lãi suất càng tăng, con không biết làm trả nổi nữa rồi. À mẹ à, mẹ giúp con trả nợ đi mẹ, con không biết làm sao hết đó. Anh đúng là cái đồ vô dụng mà. Anh làm ăn như thế nào mà nợ nần chồng chất vậy hả? Cô im đi, con có đi ra ngoài làm ăn đâu mà biết. Anh nghĩ là tụi không biết gì hả? Nợ nần như thế này á là do anh đem tiền đi ăn chơi cờ bạc mà ra đó. Thôi cô im đi, cô nói chuyện với chồng cô vậy đó hả? Mẹ không tin thì mẹ hỏi anh Tâm đi, coi con nói có đúng sự thật hay không. Thôi hai người thôi đi. Đúng đó, cô ta nói đúng hết đó mẹ. Trời ơi Tâm ơi, là Tâm, Tâm ơi. Trời ơi, mày là thằng đứa con vô dụng quá à. Mẹ cứu con đi, chứ bây giờ không biết làm sao hết đó mẹ. Cứu cái gì được nữa mà cứu, tao tiền đâu tao trả cho mày chứ. À, mẹ à, còn cái nhà đó, con bán nhà trả nợ cho con đi. Cái gì? À, mẹ à, còn cái nhà đó, con bán nhà trả nợ cho con đi. Cái gì? Mày nói cái gì? Bán nhà này hả? Tao không bán, tao không bao giờ tao bán cái nhà này, mày biết chưa? Bán nhà xong rồi cả nhà ra đường ở hay gì? Chẳng lẽ mày nhìn con trai của mẹ sống cảnh nợ nần sao? Mày đi luôn đi. Ủa, đây là sao vậy mẹ? Mẹ và mẹ quyết định bán nhà rồi. Vậy rồi mình đi đâu ở mẹ? Thì đi kiếm chỗ khác ở chứ làm sao. Bây giờ tiền bán nhà đó chỉ được trả được tiền nợ cho con có một phần thôi à, chứ giờ mình còn thiếu người ta nhiều lắm đó. Anh Tâm, đơn ly hôn nè, anh ký đi. Tôi đi đây. Ờ Hằng, sao mà nói xử với anh như vậy hả? Anh nhìn lại bản thân anh đi, anh có gì mà để cho tôi theo chứ? Tiền thì không có, mà công ty thì phá sản. Tôi theo anh hả? Là tôi ở gầm cầu hay gì? Trời ơi là trời, đúng là nguyện quá báo là sao mà. Giang à, anh tới đây làm gì vậy? Anh ngồi xuống đi. Dạo này em vẫn khỏe chứ? Tất nhiên là khỏe rồi, anh thấy rồi đó. Còn Long thì sao em? Long rất là khỏe, chứ không phải là giống như lúc ở cùng với anh, suốt ngày bị dì ghẻ hành hạ. Thì anh xin lỗi, tại lúc đó anh làm suốt cả ngày á, anh không để ý chuyện đó.
mà anh cũng đã cảnh giác qua tao rồi. Anh còn muốn hỏi chuyện gì nữa không? Nếu không á thì mời anh về cho. Nhà tôi không có đón tiếp anh. Em à, công ty anh gặp khó khăn á, em cho anh mượn hết tiền được không? Cái gì? Anh muốn mượn tiền tôi á hả? Xin lỗi anh, tôi không có tiền. Em à, giờ này anh thấy em á làm ăn khám khá, anh giúp anh đi, rồi anh khó khăn quá. Anh thật là không biết liêm sỉ là gì mà. Sao anh không mượn mẹ với vợ của anh á? Tôi không có tiền cho anh mượn đâu. Dạo này cô làm ăn khám khá là lên mặt nha. Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô mà không cho tôi mượn đó thì ngày nào tôi cũng quay làm phiền cô đó. Anh dám? Sao lại không? Ủa, ai về em? À, đây là chồng cũ của em. À, hóa ra là anh ta đây à? Cậu là ai? Mày dám xen chuyện gia đình của tôi và Giang hả? Tôi là chồng sắp cưới của Giang. Cái gì? Chồng sắp cưới của Giang sao? Đúng vậy. Nếu anh làm gì ảnh hưởng đến Giang thì đừng có trách tôi. Giang là người đã có chồng rồi mà cậu vẫn thích cô ta sao? Tôi không quan trọng quá khứ của Giang như thế nào, quan trọng bây giờ Giang là người tôi yêu. Cậu không biết Giang là như thế nào đâu. Coi chừng sơn hận đó. Tôi đã nghe Giang kể với anh rồi. Cô ấy đã cùng anh trải qua những cái khó khăn, mà tại sao anh lại dám phản bội cô ấy hả? Anh có xứng đáng không? Cái đánh này vì anh đã làm tổn thương Giang suốt thời gian qua. Cậu dám đánh tôi? Tôi sẽ đón Long về. Tôi sẽ không để nói với hai người đâu. Anh không xứng đáng là ba của thằng Long đâu. Và đừng có ý định đón thằng Long về. Tôi sẽ giam phong nó. Anh cầm tiền rồi mau đi đi. Đừng làm phiền mẹ con Giang nữa. Không thì đừng trách tôi. Anh ngồi được lắm. Anh à, cảm ơn anh nha. Vì em xứng đáng mà.